Này chiến thì đánh lục ổ các bác ơi. Đây, hôm nay chính thức là em chơi quả mồi ủ chua. Mồi ủ không nhưng mà em thảo các bác nhé. Hôm nay là nắng đẹp rồi, hôm qua trời nó còn âm u. Này, nắng quá đẹp rồi, câu chắc chắn là sẽ được ha. Và em mong là như thế. Mấy nay miền Bắc nó lạnh đấy. Tuần trước em được nghỉ mấy ngày em đi câu nhưng mà không lên được hàng cho các bác xem, buồn quá. Bởi vì trời lạnh cá không ăn. Hôm nay ấm ấm này, mong là lên được hàng thì có video đẹp cho anh em xem. Làm YouTuber giờ đi quay video thì cái ngành câu cá này cũng khó nhai đó các bạn, khó ra video. Nhiều anh em cũng muốn làm vì cái đam mê đấy, đam mê cũng muốn quay video lên để cho mọi người xem, nhưng mà nó buồn cái là đi câu thì hiếm khi được hàng, là không thể ra video đều các bác xem được. Đấy, các bác xem video thì thấy hay thì hãy phải like, share nhiệt tình nhé. Bởi vì làm video về cái nghề câu cá này rất là khó khăn đấy, không phải đơn giản đâu, không phải lúc nào cũng câu được cá để cho các bác xem. Mong muốn là câu được cá lắm nhưng mà đời nó đâu như là mơ. Đó. Đây thì em bảo các bác trước đó em giới thiệu cái quả phao của em rồi, đây phao bầu 30 nhá, nhiều bác hỏi quá. Nó bác em đấy bảo là sao em cân lưỡi mà cái lưỡi nó không kéo chìm quả phao này, lưỡi nó bé quá. Nên thì cho đây thì đây giới thiệu cho em nhờ, em cho chì vào cái chân phao này là được. Hoặc là mua lưỡi bằng chì thường thì nó bao giờ nó cũng nặng, chì đồng mà nó nhẹ lắm. Đây. Mình tính luôn cho đây thằng em xem này. Đấy nọ anh mua phải cái chì này về nó cũng không chìm được phao thật. Bình thường trước này hay câu bằng chì này thì chìm ngay. Này không thể chìm được. Nó bé tí. Chì đồng nó nhẹ mà. Thì cho chì vào chân phao là ok nhé. Rồi, bây giờ thì giáp cần cho các bác xem là đánh ổ. Đấy, đánh ổ thì cần có thời gian thảo nên là giáp cần cho các bác xem đã nhé. Thì này giới thiệu anh em có lưỡi em mới vuốt lại này. Đó, các bác nhìn lưỡi em mới vuốt lại chưa? Sắc chưa? Nó sắc mà nó ôm lưỡi hôm nọ thì em câu em không để ý, cái lưỡi của em này nó ngả ra toàn bộ luôn. Cái câu cá đóng vào nó toàn bị bong này. Đấy thì mới vuốt lại. Nhiều anh em có mua lưỡi xịn ấy, lưỡi xịn nhiều nó 100 một lưỡi mà đi câu thì các bác biết đấy. Nó hay mất lưỡi lắm. Thế tiền này không có có nhiều để chơi đồ xịn, cứ chơi em chơi còn lưỡi 50 đây, mất thì cũng đỡ sót. 5.000 một cái. Đấy. Thì này thảo vào một túi này các bác nhá. Đây thảo khoảng 1 cân mồi. Em thảo khoảng 1 cân mồi. Ủ chua không thôi này cũng không phối me bất cứ một cái loại. Sao vậy chứ? Đó. Mồi này anh em. Mồi này của mình ấy, mình cứ nắm nó vào. Nắm nó vào mình nắm thì nó mới xuống đáy được. Đấy. Hoặc là đây. Hoặc là chơi cả một nắm này. Rồi tí mình nắm cả quả này xuống luôn các bác nhá. Đây. Ok. Là một quả này tí nó tan là đẹp. Đấy, đúng vị trí luôn. Đúng vị trí luôn này. Ném tơi bời ra cho cá vào. Đấy. Nấm tiêu bời cho cá nó vào. Còn đây là mồi ít để bó mồi. Bó mồi thì cái phần này là có bột mì rồi. Rất là dẻo. Anh em rất là dẻo và chắc. Đó. Đây nét anh em xem. Đây là phần bó mồi của em này. Rất là dẻo luôn. Đấy thì cái phần ở kia gần như là để làm tính. Còn phần này là đấy trực tiếp. Cái phần mà ném ổ xuống đấy thì mình lên lắm nó vào để xuống đáy ấy, nó đỡ bị tan nhiều, nó tạo ra mất. Còn nó bó mồi thì chơi loại chắc chắc này, nào đóng cá ngay. Mong là nay nên con hàng to anh em xem video sướng mắt, lâu rồi không ra cái video nào, nhiều anh em kêu quá. Lưỡi sắc cái này non cá hơi phí nhỉ. Đấy, quá chuẩn.
Nói chung là đi câu cũng có hôm nọ hôm kia, hôm móm hôm không. Hôm nào hôm nay không móm. Ấy da. Ha ha. Một chú rô phi bự anh em này. Một chú. À, anh em nhìn này, đóng thẳng phát vào mặt. Con này nó tương đối của tổ ấy nhỉ. To phết đấy. Mất dậy luôn. À, quay đây kéo mất. Ý, này là con đầu tiên anh em ạ. Tỉnh đóng thẳng rồi. Nó dậy, đóng sâu thật đấy. Ai à, ai à. Kì, úi trời. Cỡ không ra. Nửa đóng sâu quá. Máu mê bé bé. Dễ làm sao. Thấy chỗ này mắc chỗ kia. Úi giời. Nơi này mài sạc bóng phân xuyên thấu. Đấy, giờ là con đầu tiên các bác này. Đấy, mấy cái con đầu tiên nha. Cái này cầm kìm nó chắc có đánh đầu lắm. Đấy, anh em nhìn này. Này cầm kìm thì nó chắc ăn sợ đánh vào tay đầu. Này cũng to phết đấy nhỉ. Rô phi này mà để mà giá ăn là rất là ngon. Tầm tầm cái phào phát giật phát tính luôn. Cho rõ đầu tiên anh em nhé. Đầu tiên vào chuồng. Vào chuồng cái đầu tiên. Đánh kiểu vừa bó mồi vừa thảo này nghe hiệu quả phết. Bóng nghe từ vậy nay bóng xuyên. Xuyên thấu sợ là. Đấy, kiểu vừa bó mồi vừa thảo này nó rất là nhận. Rô phi thì cứ chạy vào mắt. Cứ xác định luôn. Đấy. Này thì chơi cục bó mồi cũng hơi nhỏ. Nhất thôi anh em ơi. À, được con hàng to cho anh em này. Còn mặt tái luôn đấy. Quá đã. Béo béo này, béo này to nhất trong trong cái đội em câu. Xưa đẹp đấy nhất, con này to nhất. Xuống quá.
như là ấy ấu ấu rồi. Con này chắc chắn 100% chết anh em nhé, không thể trượt đâu được, đang có bầm mạnh này, mồi đang rất là vạm này. Thế em cố tình để cho nó bầu tí anh em xem số mắt. Thế này giật là 100% mà chết. Có nhìn chưa? Đó là cái mút rất là sâu. Đấy, đấy, úi giời. Mút sâu chưa? Em thấy nó đè kinh chưa? 100% mà chết, thấy chưa? Không chạy đâu được. Đó anh em nhìn chưa? Em bảo 100% con này sẽ chết là sẽ chết. Không lệch gì đâu được. Nó ăn rất là vam rồi. Ăn cái đoạn cuối nó dập liên tục, con này rất là vam rồi. Nhảy đâu, nhảy đâu. Chạy rồi, chạy rồi chúng tôi. Đấy. Ăn vam mồi của chết thì ăn. Rồi này nè. Đóng nhiều hàng quá, phê quá các bạn. Giờ thủ phi sướng. Rồi, quá à. Vẫn còn mồi. Cắn chúng tôi. Vẫn còn mồi. Rồi, rõ rõ chứ. Vẫn còn mồi. Vậy đóng. Đụng cỏ chờ đúng mấy cái phao. Sao đấy rồi. À bập bập. Con này chết. Úi giời, thế không chết. Số hên thế nhỉ. Quả đẹp thế không chết các bạn. Con này hên. À, đi câu rô phi khi chỉ cần một tí mồi là câu cá bơi là anh em, làm cái ổ nhỏ xong rồi bó mồi. Đấy lại lại này anh em nhìn kìa, nó dập dập chưa. À, lên nét cho anh em xem nó nét đấy. Đấy anh em nhìn nó bập bập, rô phi quấn ổ giật mà quá đã tay luôn. Cho ra dập tí là sướng. Nhưng là cái loại cá này coi nhá, càng để ăn lâu thì giật nó thì lại đóng càng cao. Nó ăn đoạn gần cuối mồi ấy, nó ham nó dập mạnh. Lúc đầu nó chỉ đá đưa bên ngoài, nhiều lúc giật thì vẫn còn hụt. Mà đôi khi nào đóng hết. Nhìn nhá. Đấy, đang ham mồi. Con này mất chạy rồi. Cắn kiểu bập liên tục là mất chạy rồi. Mất chạy đấy anh em nhìn chưa. Đấy, con này to này to, đã bập liên tục là mất chạy. Ôi giời đẹp. Sợ hôm nay anh có kìm rồi, mục đích em mang kìm đi gỡ cá đỡ bẩn tay thôi, còn đâu mà gỡ loại cá này thật sự là các bác nó cũng không cần kìm đâu. Để cho cái xương sống nó cầm lại đỡ bẩn tay dậy quá. Đã to rồi. Gỡ luôn này, cầm này chắc chắn là nó không bao giờ dãy được rồi. Cầm đây gỡ cho nó bẩn tay. Ấy giờ. Ấy giờ. Ấy giờ, hàng đẹp. Cầm đây đáp gọi là gai. Ấy giờ. Đẹp. Còn là béo, béo mẫm luôn. Câu này cá này mới sướng các bác nhỉ. Ngày về rán này có bữa rán rồi.
củ mấy ngày này, món nãy em được ngày rồi. Quá đã luôn, quá đã luôn. Ủ chua đánh hay quá. Này chơi ủ không anh em, cả khối chết tiệt. Không là cá cắn nó có ngày của nó đấy, ngày nó cắn nhiều, ngày cắn ít. Hôm nọ đem câu thì cũng móm. Mấy ngày cuối tuần vừa rồi nó lạnh đấy, câu toàn móm. Hôm nay được cá, cá cắn có ngày đấy. Thằng bự anh em ơi, đóng thằng thẳng phát trúng trúng bụng luôn. Đè chúng tôi, đè đè phao của chúng tôi này. Đấy. Cầm này nó chắc ăn đỡ bẩn tay đấy, hàng đẹp anh em, béo mẫm nhá. Quá ngon. Cổ cá rô phi này mới gọi là sướng anh em nhỉ. Giờ rô phi nó kéo khỏe thật đấy, nó ở cần của mình nó hơi cứng đấy, giật phát nhấc phát bay bờ luôn. Rồi. Lại thêm chú vào rõ. Có kìm cầm cá đỡ bẩn hẳn. Đè gớm, đóng 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 đóng. À con này to, con này to, con này to nhỉ. À con này bự. Bự cậu một phát đi bà, một phát đi bà. Đây gọi là đẳng cấp, mồi ủ này đẳng cấp. Không mất mồi. Vẫn là quả không mất mồi hoàn toàn. Đấy, một em bự. Nhảy nhảy suýt nữa mất một thằng bự huyền thoại nha. Cổ cá rô phi này cũng sướng phết anh em nhỉ. Cá này đán giòn ăn quên sầu đi, đán giòn ăn quên sầu đấy. Rồi rõ, vẫn không mất mồi thế mới hay, quá đẹp trong cuộc tình. Tái sử dụng. Hôm nay là cá cuốn hỏi rồi. Đánh mồi ủ chua này thả ổ cái cuốn ngay. Vã mồi xuống là cá lên ngay.
lúc đã mồi là cá ngay. Mấy nọ lạnh quá lại cầu không được em à. Nay mới được hôm cầu phê phê. Nay được hôm cầu phê phê. Cái bọc mập mồi. Dập này dập phát là chết ngay đấy. Đóng nó lên bờ đi. Ấy, thấy chưa? Con này to, này to. To. To đi. Ui, tí tuột, tí tuột. Lên tới đây tuột này nhầm. Ôi giời, được, con đồ phi to lên đây tuột tí rồi mất nhá. Đó, đây, tí là rồi mất còn đồ phi đẹp. Hè hà xịn. Rõ và rõ, rõ. Cảm giác câu cá lục phê phết đấy. Con rô phi buồn cười cho này, hình như con này trước đã bị đóng vào lưỡi lục rồi sao anh em này, anh em nhìn rõ để lấy nét ra sao nhá. Đây con này chắc hình nó bị đóng lưỡi lục này lần trước không ấy, bụng nó kinh khủng chưa đã mà. Rồi đặt thêm con này vào rõ ok rồi. Cho chúng phần nuôi xuống ta. Cho nó cần nuôi xuống giật nó có lực. Mút đấy. Mút chết luôn. Úi giời. Một con không mồm luôn. Đó. Đấy. Đấy, thêm một em bự bự nữa. Bự bự rõ anh em. Đấy, đấy, lại có tín hiệu cá vào anh em. Đấy, đóng ngay. Úi giời. Đóng ngay. Thêm chú nữa. Đó anh em nhìn chưa? Cái em có cái lò xo hay anh em nhìn coi, em có lò xo em. Giật cái phịch phát lên là mồi không mất. Giật lên cái mồi không mất. Thế mới đẳng cấp chứ. Thêm chú nữa vào đó. Nháy nháy là chết. Cái nháy nháy phát là chết luôn. Mồi không mất có thể là sử dụng lại được. Đấy nha, thấy chưa? Mồi không mất luôn, rất chắc. Mồi không nhờ, rất là chắc. Thì cái lò xo bên trong này các bác nhìn. Lò xo thì nó kiểu như là nó rỗng ở bên trong đấy. Nó dạt, đây gọi là xo dạt. Giữ mồi rất là ok luôn. Nó giữ mồi tốt hơn là xo bút rất là nhiều. Đó. Có thể thả tiếp được. Đó. Ôi giời, ui,
Trượt. Được con bay mà chuẩn mất thôi anh em. Con này số sống. Con này hên quá, số sống. Số nó chưa chết chặt, nó bay người lên. Nếu cái mồi hổ chua không thì đánh hay. Nó chẳng cần trộn cái gì ở chỗ này, tất nhiên là trộn thì nó có thể nhạy hơn. Nhưng mà không này đánh đã rất là hay rồi. Ôi giời. Lạch ổ. Nháy nháy đấy, nháy là chết. Úi giời, con này to, con này to, con này to anh em ơi. Con này được đấy, to mà chúng tôi. Con này, con này bự này các bác này, con này có bự đến mấy thì cần Komodo nó chỉ làm một phát là lên bờ luôn anh em. Xóa bàn tay các bác ha, biết là nó bự ở mức nào, nhưng mà Komodo chỉ một phát là lên bờ. Có điều đặc biệt là mồi vẫn còn. Lò xo này hay thật. Dậy. Dậy mình chúng tôi. Rồi, thêm một con nữa vào tọ anh em nhé. Thế là mồi vẫn còn, sợ. Vẫn câu lại rồi. Mồi ủ chua đã rẻ rồi, câu lại tiết kiệm nha. Ồ, chua đã giả nay câu lại còn rất là tiết kiệm. Lại có cáo, lại có hàng rồi, ấy sao? Một phát lên bờ luôn các bác ạ. Anh em nhìn nhá, cần Komodo dã man chứ, cứ một phát là lên bờ luôn. Ok này, cô đá quá các bạn, cá cuốn hổ giật cảm giác sướng thật đấy. Lại cắn anh em này, cá cuốn hổ cầu sướng quá, dập như là giá gạo luôn, ăn đang rất là mạnh, đóng luôn. À con này to, này to, à con này to, này to anh em. À, con này bự, con này to. Đấy, bây giờ. Được. Đấy, con này bự chưa? Bự chưa? Hàng này hàng đẹp luôn. Ồ, đóng mấy phát nhỉ? Ý, con này đẹp, con này to. Càng càng về cuối này nên hàng bự nhỉ? Ngàn đặt nhìn bàn tay em này, cả về cuối cả bự con này dây mình. Con này thấy gọi là mắc phê đấy, to quá. Cả về cuối cá càng to. Nói cái bộ môn bài mồi ủ chua của em đánh mà cực kỳ hiệu quả, đánh quá hay luôn đấy. Hàng cứ lên rầm. Hàng cứ lên rầm anh em ạ. Bây giờ cá con nó cuốn ổ rồi, tạt phát cắn đấy anh em nhỉ, phát cắn nữa rồi. À con này, con này đè mạnh khả năng cá bự này.
con nào đè càng mạnh cá càng to. Đấy đấy, bầm đấy, bầm sâu mất chạy mất thửa. À, con này bự, con này bự. Con này bự quá anh em ạ, bự quá, con này bự quá. Này nhìn nó khuê chưa, bỏ này cơ mà. Dậy dậy non đẩy tỉ, sợ chưa, non là bụng nó béo tròn, đây đang quấn hổ rồi. Con này chắc chắn là đang quấn hổ rồi, mồi ăn no rồi này, ăn no đẩy tỉ này nữa mà. Giờ tôi con cá lên mồi không mất, vẫn câu lại được, hay quá nhỉ. Ơi mất cùng bóp mồi, hay quá nhỉ. Đánh lục này hay. Ui lại cắn luôn, đè luôn như sợi cuốn ổ nó. Anh em nhìn chưa, ăn nó ra tăm này. Úi giời, à, đạp thế mà trượt nhỉ. Quả đạp quá mà trượt. À, những phát trượt trượt thì đa phần là mất mồi, lực nó bay nó mạnh. Còn những phát được cá thì không mất. Nào, xuống tiếp. Bầm ngay, giờ đang cuốn ổ nhẽ nó không bầm đấy, bầm ngay. Nhìn mình nó tụt chưa? Dù phào các bác xem. À, nhìn anh cũng nét á. Xấu rồi. Ui, quá tụt đắt lắm, chết. Đang định dù phào cho anh em xem thế mà, chết. Chết đẻo. Nhìn này cũng nét đấy. Này em nghĩ không còn zoom, các bác nhìn nó vẫn to nét. Đó. Ấy ấy ấy, ôi đà cả đà, ôi giời. Thế này gọi cá có nổi. Đà đà. Anh em nhìn phê không? Đè. Ai da, con này to. Ui giời, ui giời, ui giời, tưởng con to. Ôi, hai con mất một con thôi. Hai con mất một con. Thế hai con mất sớm một con rồi. Ông cha, quá đẹp. À, đầy mình thế, cá ngon quá. Kể lại cho rõ tiếp. Quá. Là phát cắn, là phát cắn. Cắn luôn kìa, cuốn hổ cắn luôn anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, đóng luôn. Ôi giời, lại hai con, lại hai con, hai con, hai con. Ôi lại mất con rồi. Ôi con này to, con này to. Kéo mất, kéo mất. Wow, anh em đã chưa? Cá về cuối cá rồi. Thế quá, thế quá, quấn quấn ổ, quấn ổ. Cá quấn ổ, cá quấn ổ.
Đặt phát cắn, đặt phát cắn. Đã mà. Mùa này nhạy lắm. Đó, đó, đó. Giờ đã, giờ đã. Để đạp đấy. Để đạp xin em ơi, nhìn chưa? Để đạp đấy, tổng luôn. À, úi dồi ôi, thằng khủng. Con này bự nhất, bự nhất, bự nhất. Phải nối dây con này, phải nối dây chưa? Nối dây cái cổ mới vào chỗ này ra. Trời ơi, dã man chưa? Nhìn những cần Komodo dã man chưa? Những loại này, con này thịt gỡ ông vào tay phát chết. Những loại này cần Komodo nhấc phát bỏng hơn luôn. Sợ em chúng tôi này. Loại mở cá một cân nhấc phát bỏng như bờ. Đã quá. Cá quân hổ đã thế. Bự chưa? Nhìn bàn tay bự chưa? Móc phê. Bảo bà. Anh nhầm vào chuồng. Một chiếc giỏ đấy, chứa mồi, bó mồi rồi này. Có mỗi mồi cuối này. Ui, tiếc thế nhỉ. Đang được cá cuốn ổ. Có mỗi mồi cuối là chưa đôi. Thì kiệm rồi. Sướng quá. Này mang thì chủ quan thả ổ nhiều, mang ít này. Như chủ quan. Nay em không mang bột mì mới cắm gà thì bóp nên là em bóp ở nhà sẵn một ít thôi. Ở đấy cắn luôn kìa. À, làm trước một ít để bó mồi. Còn kia làm thính, thấy thính thảo mất rồi đâu. Tiếc quá, này mang nhiều mồi ra. Hết mất. Vừa đà luôn, đấy đấy, đà. Đồ phi cầu sướng nhỉ. Đóng luôn. À, còn lại được. Úi, mất con mồi rồi. Tiếp. À. Ôi, đồ khí trắng quá. À, nghe nhìn đồ khí người trắng ngon chưa? Quá đáng đó. Đó. Còn mỗi tí mồi cuối các bạn này, mỗi tí này. Tiếc cái nhỉ, giờ chạy về nhà. Nhà này xa, nhà em cách đây hơn 10 cây cơ. Phí thế. Mỗi tí này còn nào này. Đang câu phê để hết mồi, bực thật đấy. Phê pha thì đứt dây đàn. Cú nào con bự bự nào con chép nào. Mà dù phi nó quấn hổ này, cá to ít khi nó vào lắm. Bao giờ phải cá to, cá con, cá thông phi nó không ăn thì bắt đầu là chép thì nó sẽ vào. Quá hết mồi. Giá thì còn cân mồi đây hôm nay bọn này. Ăn đủ đấy, cắn luôn anh em ơi. Con này cho ăn thật sâu giật đỡ tiếc. Cục mồi cuối của tao đấy, mày viết đi. Cục mồi cuối đóng ngay. À, con này cũng bự, con này cũng bự. Cột đây. Ôi giời. Đóng luôn làm nữa. Quá phê. Rồi, chắc con em phải dừng video ở đây được các bác ạ. Hết mồi rồi, phí quá này, em tiếc thật đấy.
Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo thôi. Cá to nhưng mà mồi không có, nhỏ đành 10 triệu này. Cô phi ác quá. Mình đến đây các bác xem con này nhá. Rồi về còn cuối cùng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Mấy này móng quá nãy được ngày giặt đã tay thì lại không mang mồi này, chủ quan không mang mồi. Không mang nhiều mồi. Rồi. Thôi, này còn mồi chắc phải làm vài chục cân cá này, toàn cá bự này, phê quá. Cá bự này. Quá trong cuộc tình. Về thôi anh em ơi.